thi công trần mây. Đây là bài học trần mây trên toàn. Trần mây này được đúng mét vuông. Chán cúi xong rồi chấm đít này. Đấy của anh Đức đang được đấy. Thành ơi, em vẽ thế là ấy rồi, không đúng rồi. Cứ lót hết một độ đã. Cứ làm một độ thôi đã. Không, trắng luôn cũng được. Thì từ trắng mình đẩy các độ khác. Bác đi qua đi lại làm luôn. Con mẹ ơi,
Thank you.